Xin kính chào quý nhà đầu tư và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Easy Signal. Trong video này, mình sẽ gửi tới mọi người nhận định cá nhân của mình với thị trường vàng, dầu, Bitcoin trong tuần tới. Như thường lệ thì đây không phải lời mời đầu tư, lời tư vấn tài chính hay lời rủ rê các bạn tham gia vào thị trường rủi ro và mạo hiểm này. Và những nhận định, những chiến lược mà mình chia sẻ trong video này là quan điểm đầu tư của cá nhân mình, vì vậy mọi người có thể cân nhắc tham khảo nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với phần tiêu điểm thị trường trong tuần giao dịch từ mùng 5 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8. Như mọi người đang thấy, ngày thứ hai, ngày mùng 5 tháng 8, chúng ta đã có một thông tin rất là mạnh rồi. Vào lúc 21 giờ, chỉ số PMI phi sản xuất của Viện Cung ứng ISM sẽ được công bố. PMI là chỉ số quản trị của người mua hàng. Dữ liệu này được biên soạn từ những câu trả lời hàng tháng của hơn 370 người, được hỏi là các nhà điều hành thu mua hoặc cung ứng trong hơn 62 ngành khác nhau. Nó sẽ đánh giá các điều kiện dịch vụ của Hoa Kỳ đang được mở rộng hay thu hẹp. Con số dự báo là 51, cao hơn so với con số kỳ trước là 48.8. Như vậy, thông tin này đang dự báo là tốt cho đồng đô la Mỹ. Bước sang ngày thứ tư, như thường lệ, vào lúc 21 giờ 30 phút, Hoa Kỳ sẽ công bố dự trữ dầu thô. Thông tin này thì chỉ ảnh hưởng đến giá dầu thôi. Vì vậy, những anh chị em nào chúng ta chơi dầu thì chúng ta lưu ý nhé. Bước sang ngày thứ năm, vào lúc 19 giờ 30 phút, Hoa Kỳ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thông tin này trong một tuần có ít thông tin mạnh thì nó sẽ trở nên nổi bật hơn. Nếu dữ liệu thực tế biến động trên dưới 10.000 đơn sẽ gây ra biến động mạnh lên giá vàng. Bước sang ngày thứ sáu, phiên giao dịch cuối tuần, chúng ta sẽ không có thông tin gì quan trọng liên quan đến đồng đô la Mỹ. Như vậy, tuần tới của chúng ta khá nhẹ nhàng với rất ít thông tin mạnh, chủ yếu tập trung vào PMI dịch vụ sẽ được công bố vào tối ngày thứ hai mọi người nhé. Và tuần tới thì mình sẽ mở livestream thực chiến Scalp vàng vào tối thứ tư và tối thứ sáu cuối tuần để đồng hành cùng tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật, và trước tiên chúng ta sẽ đến với biểu đồ của DXY, chỉ số đồng đô la Mỹ. Trên biểu đồ tuần, chỉ số đồng đô la đã tăng tốc độ giảm và quay trở lại vùng 103.2 vào cuối tuần, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 khi nền kinh tế đang suy yếu. Theo báo cáo, các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 114.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng tăng 176.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mốc 4,3%, cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế rằng tỷ lệ này sẽ không thay đổi trong tháng trước ở mức 4,1%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 71% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng so với mức 31% trước khi dữ liệu được công bố và so với mức 22% vào thứ năm. Mức cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản đã được định giá đầy đủ vào tháng 9 và mức nới lỏng 116 điểm cơ bản hiện được kỳ vọng vào cuối năm. Trên biểu đồ ngày, xuống hiện tại của DXY là xuống giảm, giá nằm hoàn toàn phía dưới các đường MA. DXY đóng cửa ngày thứ sáu là một cây nến giảm với thân nến tương đối lớn và gần như không có bóng nến, cho thấy áp lực bán đang áp đảo, phe bán đang chiếm quyền kiểm soát thị trường. Biểu đồ histogram đã mọc âm trở lại, chỉ số RSI đang tiến vào vùng quả bán. Khả năng tuần tới DXY có thể tiếp tục đà giảm thêm một nhịp, hướng mục tiêu xuống vùng hỗ trợ liền kề ở quanh ngưỡng 102.7. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của DXY cũng đang là xuống giảm, đồng thuận với khung thời gian ngày, giá nằm dưới các đường MA. Biểu đồ histogram âm và đang dốc xuống, chỉ số RSI đã tiến xuống dưới vùng siêu bán, cho thấy áp lực bán đang áp đảo hoàn toàn so với áp lực mua. Trên biểu đồ M30, trong ngắn hạn thì chúng ta thấy là vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng, cho thấy khả năng DXY sẽ có sự phục hồi. Sau khi đâm xuống dưới mức 103.2, chỉ số đồng đô la đang có dấu hiệu tích lũy đi ngang. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần, cho thấy đà giảm đang có dấu hiệu chững lại rồi. Nếu không vượt qua được cản trở gần nhất là đường MA10 màu vàng này, khả năng DXY sẽ tiếp tục rơi trở lại xuống dưới mức 102.7. Tới đây thì mình kỳ vọng là DXY sẽ có sự phục hồi trở lại, mục tiêu có thể lên lại kiểm tra vùng kháng cự gần nhất ở quanh khu vực 103.9-104. Tiếp theo là vàng. Giá vàng đã giảm mạnh khi hoạt động chốt lời diễn ra sau khi giá vàng tăng hơn 1% vào đầu phiên thứ sáu do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Tính chung cho cả tuần, giá vàng đã tăng 1,8% trong tuần này do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao khi căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất đã khiến cho kim loại này hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ ngày, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đã đóng cửa là một cây nến doji, cho thấy sự giằng co, tranh chấp giữa phe mua và phe bán. Sau khi tăng lên mốc kháng cự ngày ở quanh ngưỡng 2478-2483, giá vàng đã suy giảm mạnh mẽ xuống dưới mốc 2412, chạm cản MA20 và bật tăng trở lại, bất chấp dữ liệu non-farm yếu kém. Như vậy, chúng ta có thể thấy là giá vàng đã biến động vô cùng mạnh mẽ sau bão non-farm, với biên độ lên tới 660 pip vàng. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của vàng vẫn đang là xuống tăng khi giá di chuyển ổn định phía trên đường trend line tăng giá màu trắng này. Chừng nào mà vàng vẫn tôn trọng đường xuống tăng giá này thì vàng vẫn còn cơ hội để phục hồi.
Trên khung thời gian H1, biểu đồ histogram âm nhưng đang ngắn dần, chỉ số lượt AI đang hướng lên trên mốc 50, vàng đã đóng cửa trên đường MA10. Với phân tích đầu tuần, DXY có khả năng sẽ giảm thêm một nhịp, vàng có cơ hội tiếp tục phục hồi đi lên đường MA20, án ngữ quanh khu vực 2452-2455 trong nhịp này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra với Fibonacci. Kéo Fibo thì chúng ta thấy là vàng đã có sự phục hồi lên lại Fibo 50% ở quanh ngưỡng 2444-2445 sau cú xả mạnh trước đó. Nếu phá qua đây, vàng có triển vọng mở rộng đà phục hồi lên mốc Fibo 0.618 ở quanh ngưỡng 2452-2455 và cao hơn là Fibo 0.786 quanh ngưỡng 2463-2467 trong nhịp này. Đây sẽ là những mốc cản mà chúng ta sẽ quan sát phản ứng để tìm kiếm cơ hội canh bán xuống với vàng mọi người nhé. Trên đây là quan điểm cá nhân của mình, mọi người có thể cân nhắc tham khảo. Mình không dự đoán 100% xuống của vàng sẽ phải đi như mình nói, vì mình không phải là nhà tạo lập thị trường và không quyết định được xuống của thị trường. Mình chỉ đưa ra tất cả các kịch bản có thể xảy ra đối với vàng dựa trên góc nhìn của mình để anh chị em chúng ta có thể cân nhắc tham khảo. Quan trọng nhất, chúng ta phải bám sát với thị trường. Ngoài kế hoạch tuần ra, mọi người có thể bám sát các video nhận định hàng ngày của mình ở trên kênh Easy Signal để có chiến lược giao dịch và định hướng sát hơn. Với các anh chị em nào giao dịch lướt sóng, mình sẽ cập nhật các tín hiệu scalping ở trên nhóm VIP nhé. Tiếp theo là dầu thô WTI. Giá dầu thô WTI đã giảm hơn 3% vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng cuộc suy thoái kinh tế có thể sắp xảy ra. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế yếu kém từ quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới là Trung Quốc càng gây thêm áp lực cho thị trường dầu. Hoạt động sản xuất giảm ở Trung Quốc đã kìm hãm giá năng lượng, làm tăng thêm lo ngại về nhu cầu trong tương lai. Sau khi dữ liệu tháng 6 cho thấy hoạt động nhập khẩu và lọc dầu ở Trung Quốc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cuộc họp của OPEC Cộng được diễn ra vào ngày 1 tháng 8 vừa qua đã không thay đổi chính sách sản lượng dầu của nhóm, bao gồm kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ một đợt cắt giảm sản lượng từ tháng 10 năm 2023. Ngoài ra, các nhà đầu tư dầu mỏ cũng theo dõi chặt chẽ diễn biến xung đột ở Trung Đông, nơi nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn của Liban cho biết xung đột của họ với Israel đã bước vào giai đoạn mới. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng không có sự gián đoạn đáng kể nào đối với nguồn cung dầu từ khu vực này khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sau vụ ám sát các nhà lãnh đạo cấp cao của các nhóm chiến binh liên kết với Iran là Hamas và Hezbollah làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện. Trên góc độ kỹ thuật khung ngày, dầu đang duy trì xuống giảm, giá nằm hoàn toàn phía dưới các đường MA. Hỗ trợ gần nhất cho dầu là đường trên line tăng giá màu trắng này. Biểu đồ histogram âm và đang dốc xuống cho thấy áp lực bán đang áp đảo, phe bán đang chiếm quyền kiểm soát thị trường. Hiện tại chỉ số RSI đã rơi xuống dưới vùng tiêu cực, kỳ vọng là giá dầu sẽ có sự phục hồi. Trên biểu đồ H4, sau khi chạm hỗ trợ trên line tăng giá, dầu đã có sự phục hồi, mô hình nến nhấn chìm tăng đã hình thành, kết hợp với RSI đang hướng lên trên từ vùng quá bán. Giá dầu được kỳ vọng có sự phục hồi lên lại các đường MA phía trên này, án ngữ quanh khu vực 76.9-77 đô. Trên biểu đồ M15, trong ngắn hạn thì dầu đã phá qua giao cắt các đường MA, giá đang tích lũy phía trên đường MA20. MA10 cũng đã cắt lên trên đường MA20, cho thấy xuống tăng giá có thể sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua dầu khi dầu hồi về MA20, án ngữ quanh khu vực 74-74.3 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc dừng lỗ dưới đáy gần nhất ở quanh ngưỡng 73 đô và chốt lời ở quanh ngưỡng 76.9-77 đô. Cuối cùng là Bitcoin. Trên khung thời gian H4, xuống chủ đạo của Bitcoin đang là xuống downtrend. Giá di chuyển trong kênh giảm giá song song và nằm dưới các đường MA. Các đường MA thì đều đang dốc xuống dưới, cho xuống giảm giá sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong tuần ở quanh ngưỡng 60.500 đô la và đang giao dịch ở quanh ngưỡng 61.500. Hiện tại thì Bitcoin vẫn đang giao dịch phía trên ngưỡng hỗ trợ ở quanh ngưỡng 60.000 đến 60.500. Đây là mức hỗ trợ quan trọng cho Bitcoin vì nếu xuyên thủng mức hỗ trợ này, Bitcoin nhiều khả năng sẽ mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ liên kề ở quanh ngưỡng 58.500-58.700. Các nhà đầu tư nên xem xét kênh bán khi giá tiếp cận biên trên của kênh giá, hợp lưu với MA20, án ngữ quanh khu vực 64.200 đến 64.600 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc dừng lỗ trên đỉnh gần nhất ở quanh ngưỡng 65.800 và chốt lời kỳ vọng quanh đáy gần nhất ở quanh ngưỡng 61.000. Trên đây là toàn bộ nhận định và ý kiến cá nhân của mình với vàng, dầu, Bitcoin. Hy vọng là mình đã cung cấp những thông tin hữu ích dành cho quý nhà đầu tư và tất cả các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy là những nhận định này cần góp ý gì thêm thì rất là mong các bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mình biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Easy Signal nhé.